Chào tất cả anh em Trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học một cái tip cơ bản thôi Một cái tip rất là dễ để chúng ta có thể tạo được một cái dạng gọi là Neon Tech ở Trong Adobe Premiere Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử cái demo ở đây Đấy, thì đây là cái demo về Neon Tech Thì cái này nó sẽ giúp cho những bạn nào mà à, lười dùng After Effects chẳng hạn mà chỉ dùng Adobe Premiere thôi thì chúng ta có thể tạo được nhiều cái hiệu ứng hơn Thế giờ bước đầu tiên là chúng ta tạo cái uh, sequence mới. Các bạn chuột phải, chọn new item xong chọn sequence. Chúng ta tạo đây là Neo Đấy, chọn chuẩn HD nhé. Ok. Thế bước tiếp theo thì chúng ta sẽ vào file new. Đây, các bạn tạo cho mình cái legacy title ở đây. Đặt tên đây là Neo Rồi, chúng ta sẽ gõ chữ Neo vào đây. Thì cái phông ở đây mình đang để là cái phông uh, Arboni này, này Đây, anh em có nhìn cái phông Arboni này đây xong rồi chúng ta không gọi chữ neo vào cho to lên đây, cho nó to lên Đấy, tầm này sau anh em để ý ở dưới này này có hai cái mục này anh em tích vào cho nó vào giữa cho mình sau thì anh em sẽ fill màu cho nó thì mình fill ở ngay phía bên cạnh đây anh em fill vào đây mình sẽ đổi màu đi chẳng hạn đây cho cái màu đỏ này chẳng hạn đấy rồi ok sau anh em tắt đi anh em kéo cái chữ anh em kéo cái chữ neon này vào tham lai đây kéo xuống đây anh em phóng to lên phím cộng trừ nhá xong chúng ta sẽ nhân ba cái layer này lên anh em giữ phím alt ở trên bàn phím sau anh em nhấc này đấy nhấc lên để chúng ta có ba cái layer neon này được sau anh em vào mục effect ở đây effect anh em search cho mình hiệu ứng gọi là fast flow đây fast flow đây anh em thả nó vào cái thứ nhất ở dưới đây, sau anh em chuyển có mục effect control kéo cho mình cái này lên 100% đấy thì để nó tạo hiệu ứng mờ ảo ở cái layer dưới cùng sau anh em vào mục effect tiếp anh em chọn là lumenshi color đây Lumetri color anh em kéo nó xuống cái layer cuối cùng này đây xong lại sang effect control đấy anh em vào cho mình mục cover nhé vào mục cover anh em chuyển cho mình cái màu xanh chọn cái màu xanh này đây xong giữ chuột kéo xuống tí rồi sang cái màu đỏ đây tích chuột lên kéo nó lên một tí đấy để cho nó tạo cái hiệu ứng màu nó khác đi một chút rồi sau đấy thì chúng ta lại vào một effect tiếp anh em uh, tìm lại cho mình hiệu ứng fast blue đây fast blue rồi anh em kéo lên cái layer hai này đây chúng ta sang đây anh em chuyển nó thành à, 50 Đấy. rồi xong anh em tiếp tục cùng effect search cho mình cái hiệu ứng gọi là Lumetri Color add lên cái layer trên cùng đây nếu copy 2 Đấy. xong lại qua một effect control ở đây cái mục vớt thì anh em chỉnh cho mình cái tổng thôi để mục trắng này anh em kéo cho mình cái này nó to lên tí đây để cho nó rực sáng hẳn lên để layer trên cùng Đấy. Đấy thì chúng ta đã xong cái bước cơ bản nhất để tạo ra cái hiệu ứng này. Thì bây giờ chúng ta làm gì tiếp? Anh em sẽ chỉnh cho mình cái trật tự của máy này để tạo ra cái hiệu ứng nhấp nháy như là ở cái demo đây. Đây tạo ra hiệu ứng nhấp nháy này. Thì anh em sẽ kéo cho mình đến dây khoảng thứ 15 đi. Đây, sau anh em sẽ kéo cho mình cái này ngắn lại. Kéo cho mình cái này cũng ngắn lại. Cái trên và cái dưới thôi, cái trên cùng để nguyên. So, anh em sẽ giãn cho mình ra khoảng hai uh, 2 frame chẳng hạn, khoảng 17. Anh em ấn cắt này. Đây sao anh em lại giãn khoảng 3 frame này. Anh em ấn cắt này. Xong so, anh em để cái này khoảng 3 frame liền cho nó đủ dài. Chẳng so, chúng ta đang cắt được 21 đúng không? Lên 24 anh em lại cắt. Đấy, xong so chúng ta lại cách khoảng 2 frame đi. Đấy, 26 chúng ta lại cắt một cái. Đây. Xong so, chúng ta lại để đến 29 này. Đấy, cắt một cái đây anh em xóa cho mình những cái ở giữa này đi nhé, đây xóa đi này, xóa đi này, xóa đi này, đây đối với hai cái này thì anh em sẽ để lên chẳng hạn một giây không hai chẳng hạn, đây xong anh em kéo nó ngược lại, đấy như thế để chúng ta thể dùng, đây, đấy anh em thể thấy nó sẽ là cái hiệu ứng nhấp nháy đây rồi, thì sau khi đã xong này, anh em bôi tất anh em chuột phải, anh em chọn cho mình cái mục gọi là đâu rồi nhỉ nest đây, em chọn mục nest đây gọi là Neon Demo 3 này Đây chẳng hạn Rồi Sau anh em sẽ tạo cho mình một cái new này. item này Color mat ở đây Anh em nhấn OK Em chọn cho mình cái background nó tốn tí nhưng đừng tối quá Đây chẳng hạn tầm màu như này Nhấn OK Xong anh em nhấc cái uh, Demo lên Xong anh em kéo cho mình cái Color mat xuống Đấy Đấy anh em thấy chúng ta đã làm được cái hiệu ứng uh, gọi là neon ở trong cái phần mềm Adobe Premiere một cách đơn giản thay vì phải làm nó ở trong Adobe After Effects thì nếu video hay hữu ích thì anh em hãy nhớ ấn like, ấn subscribe, ấn vào chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những video tutorial tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau.